Xin chào mọi người, hôm nay Ngọc Biển Shop xin tiếp tục giới thiệu với mọi người sản phẩm điều hòa cửa sổ dòng Nhật bãi điện 100V. Trong các dòng điều hòa cửa sổ thì thường thường gồm các thương hiệu, đây em này là em Kozola này, em này là em Kozumi, thế và một số dòng khác như là Sanyo hoặc Heizer. Hôm nay mình sẽ review nhanh hai em điều hòa này, thì mình đã test và vệ sinh sạch sẽ. Đây là em điều hòa Kozola, công suất khoảng tầm 600W, điện áp 100V, chiều cao tầm 70, chiều ngang 35, chiều sâu 25. Đấy. Kiểu gió điều hòa ra rất là mát, gió ra khoảng tầm 12 độ C, đây là nhiệt kế, máy chạy rất là êm. Mọi người nhìn, ta máy đang chạy mà nước rất là êm luôn. Chức năng chính của máy là làm điều hòa mini. Mọi người có thể để kết hợp với một cái quạt ở phía trước để thổi vào không khí trong phòng. Hơi lạnh được thổi ở phía trước và hơi nóng được thổi ở phía sau. Đây chỗ hơi nóng thổi đây. Nhưng mọi người không để trong phòng kín được sẽ bị trung hòa về nhiệt. Mọi người phải cho hơi nóng thổi ra phía đằng sau ngoài cửa sổ hoặc là cửa ra vào thì phòng mới mát. Thích hợp khoảng tầm từ phòng đến 5-10m². Đây là em Kozumi, cũng thế, không nóng ở đằng sau lạnh phía trước. Đặc biệt máy có cả chế độ hút ẩm. Đây là giàn đằng sau của máy, còn rất là đẹp. Không khí nóng thổi ở đây. Đấy. Và nước được xuống đây và được một cái quạt thổi vẩy lên giàn nóng, vừa làm mát giàn nóng. Suy ra ta không phải đổ nước. Đấy. Nước tự tuần hoàn và bốc hơi nước lên, lại bù ẩm cho phòng của mình luôn. Đặc biệt dòng này các bạn không phải đổ nước mọi người nhé. Máy sử dụng điện 100V. Đây là dòng Kozumi. Kích thước to hơn một chút. Dòng Kozumi thì công suất khoảng tầm 675W. To hơn dòng Kozola. Nguyên tắc hoạt động cũng rất là giống nhau. Vừa là máy lạnh điều hòa và vừa là chế độ hút ẩm. Chiều dòng Kozumi chiều ngang sẽ rộng một chút khoảng tầm 38. Và cũng chiều cao là 72, chiều sâu cũng tầm 25. Đây là hai dòng phổ thông trong các dòng mini cửa sổ. Ok, xin chào mọi người trong video tiếp theo.